Xin chào anh Vũ Huỳnh và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho anh Vũ Huỳnh, có đặt hàng bên em ở trên Sen Đỏ, là một cái mic đen giá là 300.000. Ok, và bây giờ em sẽ kết nối mạch loa kéo để test hàng cho anh. Và phụ kiện đi kèm sẽ là có một jack kết nối tín hiệu đơn 5 chân. Được. Ok. Bây giờ em sẽ kết nối mạch loa kéo để test hàng cho anh. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bật bóng đèn sáng, đèn tắt đi ạ. Lực 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, và như vậy là sản phẩm của anh đã hoạt động rất tốt, và bây giờ sẽ đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh. Đây là ký hiệu ở trên sản phẩm của anh. Ok, và xin cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiến hàng tiếp theo.